chào bạn nha. Hôm nay mình đến với cơ sở chuyên đóng mới và sửa chữa một số máy chở đất. Là đây là những con máy chở đất là mang bánh xích, có giá thành là 108 triệu anh ha. Có giá thành là 108 triệu, là mang bánh xích là 51 gai, có giá thành là 108 triệu bạn. Này, đây là những con máy đóng mới, mang cái đầu máy là máy Trung Quốc, là cái bít tông đó các bạn, bít tông là 101 tấc 02 đến 101 tấc 05. Đây là hộp số, mang hộp số là hộp số liên hợp, hộp số Trung Quốc. Đây, rồi cái thùng này đó bạn, cái thùng này là chứa được 2 khối đất các bạn. Thùng này chứa được 2 khối đất. Đây là máy này đóng mới hoàn toàn, chỉ đầu máy này cũ thôi. Đầu máy này thì đầu máy Trung Quốc, nào nói cho bạn được biết. Là cơ sở này là ở địa chỉ là cầu 15 của huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang các bạn. Đó. Đây mình quay ở dưới cái gầm máy cho các bạn xem. Đó. Đó, gầm máy nữa bạn. Mày làm hay không? Con chó nó giờ mới ghê quá. Sắt này mình làm sắt mấy ly? 5 ly thôi. Sắt đây là mình làm cái gầm này là bằng sắt 6 ly. Thường này 6 ly ha. À, ở cái này là nắp sắt 5 ly, còn thường này là 6 ly các bạn. Có giá thành là 108 triệu với cái con máy chở đất này. Đó, chở được 2 khối đất. Này là đóng mới, chỉ cái đầu máy là cũ thôi. Đây, còn cái dưới cái con lăn nữa bạn. Con lăn đây, rất là dày. 2, 4, 6 con lưng. Rồi đây, cái này là đóng mới hoàn toàn cái này các bạn. Đó. Còn cái bánh xích nào, cái bánh xích là 51 gai. Bình dầu. Bình dầu nằm đây. Đây, ai có nhu cầu mua những chiếc xe như thế này thì liên lạc qua số điện thoại các bạn. Còn máy bên này cũng vậy, chỉ khác cái đầu máy thôi nha bạn, khác đầu máy. Đây các bạn, đây là con máy 1 tấc 02. Đó. Đó. Là đầu máy Trung Quốc, là máy 1 tấc 02, là đầu máy 4 máy nha bạn. Đó. Còn kế bên là cũng 4 máy nhưng mà 98. Đó, 4 máy 98. Giá thành không thay đổi anh ha, cũng giống nhau anh ha. Cũng là 108 triệu. À, còn đây là con máy, cái đầu máy là 1 tấc 05. Ai muốn xài nào mua đó bà. Thì cũng giá thành là cũng cái thùng thì cũng là 2 khối. Bánh xích thì cũng giống nhau. Đó, bánh xích thì cũng giống nhau, khác cái đầu máy thôi. Thì giá thành thì hộp số cũng y hệt luôn. Giá thành thì cũng y hệt luôn. Là 108 triệu. Ai có nhu cầu thì mình để lên số điện thoại cho các bạn và mọi người cùng tham khảo các bạn. Máy chở đất là của cơ sở Đại Lợi, ở địa chỉ là gần cầu 15. Gần cầu 15 Chi Tôn, An Giang. Đó. Đây, cái bình dầu nó nằm đây các bạn, trên này bình dầu nằm đây. Máy này thì máy của cơ sở tự chế ra những chiếc máy này,
thì lắp ráp bằng cái linh kiện là của bánh xích, thì của bánh xích máy cắt. Hộp máy thì mà đầu máy là của Trung Quốc, hộp số thì cũng là hộp số liên hợp của Trung Quốc, còn thùng thì tự chế, thùng hai khối. Đó, đây ở trên thì cũng làm một cái mái che cho tài xế mát ra bạn. Sắt trên này thì bằng sắt 4 ly. Đây còn sắt ở trên này thì cũng là bằng sắt 4 ly. Còn sắt này thì sắt khung này 5 ly, sắt sườn 6 ly. Các bạn ai có nhu cầu thì liên lạc qua số điện thoại. Đây thì cơ sở mình đóng theo yêu cầu luôn các bạn. Ai có nhu cầu thì liên lạc qua số điện thoại, mình đóng xe theo yêu cầu luôn. Đây các bạn, đây là phần kết nối của máy các bạn. Đây là phần kết nối của máy. Này là đầu máy là một tấc 0.5. Máy Trung Quốc một tấc 0.5. Hộp số. Ở dưới thì cũng làm bằng con đội đen kỹ lực. Xe trọng bê tông luôn, anh cũng có đóng ha. Trọng bê tông bánh xích luôn. Đây thì cơ sở cũng có đóng là xe trọng bê tông bánh xích, xe trọng bê tông để mình đổ công trình đó các bạn. Thì đây là cũng là những chiếc xe, xe này là xe chở gom, xe chở gom xe cải tiến các bạn, xe cải tiến xe chở cây đó, chở gom chở cây là bằng xe cải tiến nè, bét mét hai đó, này đang sửa chữa cho khách nha bạn. Nó còn trong đó thì đang sửa chữa luôn. Quay xe đó đó, nó giữ. Đó nè. Nó đang đóng máy kìa. Dạ. Còn cái này thì đang đóng mới chiếc xe cải tiến. Xe cải tiến này chở gom, chở cây của cơ sở nha bạn. Cái này đang đóng cái đầu máy gì? GA35. GA35 nha. Này đang đóng cái xe chở gom đầu máy GA35 các bạn. Hộp số của Hồng Hà luôn anh ạ. Hộp số 35 luôn. Hộp số 35 luôn ha. Đeo Hồng Hà. Đeo Hồng Hà cầu Hồng Hà. Bánh ngàn hai mới. Bánh ngàn hai. Giá thành rồi biết trước luôn không? 130 triệu. 130 triệu ha. Mới luôn. Sườn nếp ha, sườn rất là dày, ta sườn này có hai phân gì đâu hả? Sườn hai phân giật này, sườn hai phân, sườn rất là dày các bạn. Đây là sườn nữa bạn. Đây là phần nhép của xe các bạn. Ai có nhu cầu đặt những chiếc như thế này thì liên lạc các bạn. Cầu đây. Đó. Đây là mình gọi là cầu Hồng Hà anh ha. Đây là cầu Hồng Hà. Cái này là cái sườn kim luôn á. Sườn kim của xe tải 8 tấn đó. Đây các bạn, đây là cái linh kiện này là mình lắp ráp từ cái sườn kim của xe tải 8 tấn các bạn. Đây gọi là đeo Hồng Hà, cầu Hồng Hà. Đây.